Vâng, chào anh. Xin chào. Dạ, xin hỏi anh vừa làm gì mà trông anh có vẻ chăm chú thế ạ? Tôi vừa chat là thì đầu tiên mà tôi chủ cảnh chính là tôi khi đi học về tôi chính là vào mặt đọc tin nhắn và chat với bạn bè. Vâng, vậy có nghĩa là anh có thể chat cả ngày được ạ? Ôi, tất nhiên, nói chung là đấy thì ai cũng thể làm được, nhưng đặc biệt với cá nhân tôi. Bởi vì là vừa chat vừa phải kết hợp với cả thể thao nữa các bạn ạ. Đấy, các bạn thấy không? Tay này có thể chat và tay này có thể tập tạ được. Và sau khi mà tay này nó mỏi, tay này chát mỏi rồi thì lại đổi tay khác là và tập tạ tiếp theo tay kia. Đấy, quạt thì có sẵn của bạn bè đây rồi, có cái gì đâu mà tiền điện thì không mất, tiền mạng thì mượn của thằng bạn bên cạnh, không mất gì cả, thì chát cả ngày cũng được. Và nói đùa vậy thôi chứ tôi yêu thể thao thật. Bên ngoài yêu thể thao thì tôi còn yêu ca hát nữa. Ca hát giúp tôi yêu đời hơn và vui vẻ hơn. Và điều đặc biệt hơn nữa là ca hát giúp tôi muốn gửi gắm những lời yêu thương đến người con gái phương xa đang chờ đợi tôi. Và rất may mắn trong dịp vừa rồi tôi đã lọt vào vòng trong của cuộc thi giọng cao vàng Tomsker. Và tôi rất mong rằng trong vòng tiếp theo thì khán giả tiếp tục cổ vũ tôi nhiệt tình hơn nữa. Và tôi sẽ cố gắng để làm được một điều gì đó mà khán giả mong muốn. Xin cảm ơn.